Gì? Cái gì ấy? Lớn à? Ui. Ui, mà nói sao đấy? Ba con đây. Đâu đâu đâu? Đây à? Ui. Ui kìa, nó mổ kìa. Ui nó mổ đây. Ui nó mổ đây. Mổ anh đây. Đây một con chạy đây rồi anh ơi. Đâu đi chưa? Đâu? Đâu chạy đâu? Đây chân anh ơi, chân anh ấy bùi đi. Đâu? Anh cầm ra đây. Đâu? Chui đâu? Anh cầm đi không? Ây, giật cả mình. Đúng rồi, chửi nó để nó ra cho bố. Chửi mạnh. Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là những sản phẩm mà anh em mình đã săn bắt và hái lượm được. Đây là cao chăn và cao rắn hổ mang, có tác dụng là chữa bệnh đau xương khớp cho người già cũng như là tất cả mọi lứa tuổi, cũng như là bồi bổ sức khỏe cho những người ốm dậy. Còn đây là mật ong khoái. Đây là sư phụ và anh em mình bắt được ở trên rừng nhé. Còn đây là mỡ chăn và mỡ rắn. Mỡ chăn và mỡ rắn này có tác dụng về chữa bỏng cũng như là da bị nứt lẻ, và những phụ nữ sau khi sinh bị giãn da. Còn đây là lấm linh chi, hay gọi là lấm lim, mà anh em mình tự hái ở trên rừng về sấy khô để gửi tất cả mọi người để chữa bệnh, ngăn ngừa ung thư cũng như là kìm chế lại những tế bào ung thư. Mọi người mà liên hệ cho mọi người có nhu cầu thì liên hệ cho anh em mình. Anh em mình để số điện thoại ở trên màn hình nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào mọi người nhá. Ui giời, mũi dài thế. Dài to đùng. Mấy hôm nay tai cứ cụp vừa trước vừa sau. Nhưng mà làm sao tai nó cụp nhỉ anh Đại nhỉ? Chắc có khả năng là cái hôm ấy nó đau phết, nó đang dậy thì đấy. Dậy thì à? Dậy thì là tai nó cụp rồi à? Đang dậy thì. Linh tinh nhỉ. Thế lúc em dậy thì tai có cụp thế không? Nhưng chỗ khác nó mọc lông. Bên, thằng này mất dạy nhỉ. Nách mọc lông. Mẹ thằng này. Linh tinh thật đấy, linh tinh nhá. Thôi. Cái vườn bạch đàn này mọi người nhìn đấy, trồng rất dày, nó lên nó như đầy. Mọi người nhìn đây, xung quanh đây toàn những cây bạch đàn rất là nhiều, rất là thẳng luôn. Cái này lấy về mà làm củi. Ừ. Nhưng mà, ai dọc. Đi thành to đấy. Đánh to đấy là để ngồi cho em hơn. Đâu, vừa kiểm tra. Kiểm tra cho em không? Em thật, anh ạ. Em luôn. Ôi giời. Cái chỗ này đẹp đẹp này. Ui đám này. Ui em ơi. Cái gì ấy? Cái gì ấy? Rắn à? Ủa? Ui. Ui, mà nói sao đấy? Đâu? Đâu gì? Anh thử xem cho đấy cho. Rồi con rắn, 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 rắn gì? Rắn gì? Ba con đây. Đâu đâu đâu? Đây à? Ui, ui kìa, nó mổ kìa. Ui nó mổ đây. Ui nó mổ đây, mổ anh đây. Đây một con chạy đây rồi anh ơi. Đâu đi chưa? Đâu? Ui con này nó chui vào. Đâu chạy đâu? Đây chân anh ấy bùi đi. Đâu? Đây đây bánh ấy. Bánh cầm ra đây. Cầm con này, nó chui mẹ mà hang không? Chui đâu rồi? Đấy đi tìm con này, ba con nữa. Anh cầm, anh cầm. Anh cầm đi không? Ây, ui, giật cả mình. Đây đây. Đây đây. Đâu? Đây đây, đây này, nó đây. Vừa rồi rắc vào đây nhá. Nó đây này. Luôn này, đây luôn đấy. Đây này. Ui giời. Ui Mali nó chui. Ui Mali cá đâu? Ui Mali cá đâu? Ui giời. Ui Mali. Ui. Ui Mali. Ôi ơi. Mali chơi đâu? Mali chơi cả. Cá hồ ngựa. Ui. Ui tha 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 đâu? Ra đây con. Tha đâu vậy? Mali. Ui Mali. Ui ơi. Mali đâu? Tha đâu ấy? Ui. Ui. Ui con đấy chưa? Đâu rồi? Được rồi, đi chỗ bố. Ui nó cứ mổ kìa, nó mổ kìa. Ui. Chơi được. Thôi được rồi. Mali hay nhỉ. Ôi sao Mali điện cắn được về anh Đại? Bữa trước em ở nhà thấy cắn được đâu? Rồi Mali. Ui, giỏi thế. Em cầm con này. Vâng. Ui, có cá đâu? Thôi cầm lên không mà hỏng hàng thế được rồi. Thế được rồi. Đâu đâu, Mali. Mali thôi được rồi, đưa bố. Nhả ra, nhả ra. Nhả ra Mali. Ờ, nhả ra cho bố. Rồi. Được, mà nhả ra, nhả ra. Ôi, nó mổ kìa. Nhả ra, nhả ra, nhả ra. Nhả ra, Mali, nhả ra. Nó chui đấy à? Nhả ra, Mali. Con này, nó cũng đang chui đây này em ơi. Ui, con này to lắm. Ui, mẹ nó không nhả nhỉ. Đây, em cầm con này cho anh. Cầm con này. Giữ đây. Rồi, được. Ui, mẹ nó lao, nó chui vào. Có đất đuôi không anh ạ? Không biết à. Ui, kinh, nó ấn vào. Nó ấn tay vào rồi. Bắt được con đấy chưa mày ơi? Chưa, nó... Nhả ra con. Ui giời, mẹ con này mọi người ạ. Con này nó chặt dã man luôn. Nhả ra con. Mình đang có phải giữ con này.
Úi giời, nó thiết chặt, nó chui hẳn vào. Lên đây. Anh à. Đây. Úi tổ thế. Ây. Úi giời, cẩn thận nó cắn, lại bắt em anh. Anh đang giữ con này. Úi giời, úi giời. Kéo nó mổ, kéo nó mổ kìa. Đây đây em ơi, cho con này vào. Kéo kéo nó ra, kéo nó ra. Úi giời. Nó lại chui vào rồi. Mali. Úi giời. Mali không nhả. Úi giời, con này nó ướn kinh lắm. Ôi đây đây đây, anh đại cho đi xong rồi lấy con này nó ướn chui vào sâu rồi. Không giữ được nữa. Để không giữ. Con Mali này, thôi được rồi. Con này không giữ được nữa. Nó sắp chui vào bên trong rồi. Úi giời, mọi người ạ. Mình con này cầm được tí đuôi. Bắt chặt nó em. Úi giời. Nó mổ. Nó mổ đây, con này gớm. Giữ như chó. Gớm như con này gớm nhỉ. Lại ngon rồi mọi người ạ. Bọn này đi giao phối với nhau rồi sao ơi. Ôi, nó cắn này, cắn cỏ luôn. Cắn cỏ. Bọn này giao phối với nhau rồi sao ơi. Nhê. Ui giời, Mali. Mali thôi. Được rồi, đưa cả nhà. Mali. Đấy mọi người ạ. Mali bây giờ đang lớn này. Con này nó bảo nó lao chặt kinh thật. Đâu? Anh đại, anh giữ. Ôi mẹ con anh đại dám mà không nhìn thấy à? Đó, anh thấy không? Nhìn đây nhìn đấy Phi. Giữ nó cho. Đâu đâu. Dám nguyên một cầm, hố. Cầm chặt. Đây. Đất đuôi đấy, cẩn thận đất đuôi. Được rồi. Được chưa? Cái thuốc anh nghỉ đâu rồi? Cái thuốc này đâu nhỉ? Lấy thuốc nào đấy? Em chạy ra. Thuốc nào? Bánh lấy thuốc đi bánh. Anh Ngọc cầm em cái này. Đưa. Ra, đưa. Thuốc ở đâu? Ui, con này nó. Ui, Mali, Mali. Ui nó cắn. Ui, rách túi rồi. Ui giời. Ui giời Mali ơi. Mali ơi, rách túi rồi. Này là thích hàng lắm mọi người ạ. Thôi được rồi, ra đây bố, đây nè. Đây có con này. Ui. Đây. Mọi người ạ. Mali. Thật sự là kiếm ăn rồi. Nhưng mà tụi Mali cắn con này chắc là đi rồi. Con này tí về siêu cay thôi anh ơi. Siêu cay thì lại được bữa thôi. Được bữa. Mọi người ở đây hai con. Còn hiện tại là anh Đại đang giữ một con ở chỗ kia. Đấy, ở đây có một con nữa mọi người ạ. Con này khá là chắc. Đấy mọi người nhìn thấy Mali chưa? Giờ đang bắt đầu biết chiến đấu rồi. Ôi định cắn chim mình. Con này ui. Sao lao đâu ấy. Ui chóng mặt quá. Mali. Ui giời. Mali đâu. Ui giời. Mali thương đợt này máu nhỉ. Máu chiến quá. Săn tốt rồi. Rồi giỏi lắm Mali ơi. Giỏi lắm con. Hả? Nó có thiên đâu, có thiên đi đâu không? Đứng sao đâu? Tìm đi, không biết là nó xiên đi đâu. Không biết nó xiên đâu. À trên này có lỗ này anh này. Có lỗ. Đây này. Đó, có lỗ này. Đây này. Đó, Mali ra kia xem nào. Mali ra kia. Mali ra kia xem nào, xem nó có lỗ không. À không. Ui đúng rồi đây nhiều lỗ đây hay sao. Để em chối. Đấy, lấy ra cái lỗ đấy này. Đấy em xem nào. Không giữ ở chỗ này sợ thì có nhiều lỗ khác thì. Em lấp vào nhá. Hả? Lấp vào đâu? Đâu. Đâu. Đâu con này rút. Kinh. Nhìn thấy có lỗ mà. Ở đây có lỗ mà. Vừa nhìn thấy lỗ sao. Ui nhiều lỗ này đúng lên đây rồi. 100% là con này nó lên trên này. Anh Đại thi đâu? Sẽ lỗ này. Như lỗ chuột rồi. Lỗ chuột. Không phải không? Chuột rồi. Kéo cái đầu đúng không? Em nhìn giống như giống cái đầu á. Không phải. Không phải à? Không phải là đào bản ra sao? Chắc chỉ lên đây thôi, đúng rồi lỗ chuột mà. Anh ui. Sao anh? Cái gì ấy? Tuột ra? Tuột luôn rồi. Ui giời. Thôi kệ mẹ anh. Thôi cái này đào thẳng lỗ ra xem như nào. Đúng rồi, em cứ đào nó thôi. Ê, anh nhìn lỗ đấy. Lỗ có sao? Còn đuôi không? Còn đuôi không anh Đại? Đưa anh đào cho nó lỗ này. Em cứ nhìn. Ơ, con Mali nó ngửi đây. Ui. Đấy, bệnh hơi luôn. Đấy. Ê, hình như có lỗ ở đây này. Ôi biết ngay mà. Có lỗ ở đấy nữa. Ừ, hình như nó lươn lên đây không? Có lắm lỗ nhỉ? Nó lươn ở đấy á. Thử kiểm tra nào, kiểm tra kỹ nào. Hà nó lươn đâu ở kia nào. Hà có khi nào chạy ra kia không? Thôi cứ đào lỗ này anh Đại. Cứ đào thẳng lỗ này đi. Em cứ kiểm tra đi. Anh sẽ đào lỗ này. Lỗ này đúng như lỗ chuột rồi. Lỗ chuột. Nó thật lạc. Nó than lạc đầy đấy anh Ngọc ơi. Ui nắng luôn, đâu? Ra. Lạc mọi người. Nó phá hoại mùa màng. Bọn này bọn chuột phá hoại. Mali. Mali kìa. Úi giời nó cắn lại. Mali. Úi giời, ui nó giật. Thôi Mali ơi. Thôi. Mali thôi con. Nhá. Úi giời đâu mất. Bố đã nói rồi. Nhá. Con này máu quá. Con này máu kinh. Thôi nhả ra con. Nhả ra con. Nhá. Thế hả? Nhá. Cắn vậy thì làm gì còn được con nào mà bắn. Mali. Úi giời Mali. Mắc ra, mắc ra. Em để ra kìa. Giấu đi bánh. Không là cắn. Rồi anh chơi đi. Đây em con nhìn bên này lại. Đây Mali ơi. Đây. Úi giời nó vẫn nhảy kìa. Rồi Mali. Anh bảo mày đấy. Giờ là thích chiến đấu lắm mọi người ạ. Anh bảo con. Em bảo là nó mới học được cái kinh nghiệm bắt rắn này. Nó hăng gì. Nó hăng mà. Nó hăng dã man. Ừ hôm nọ bắt được con kỳ đà. Nhưng mà hắn ấy vẫn chưa dám vào chiến đấu. Vẫn còn leo. Anh để lỗ nhá. Mali để lỗ Mali. Nó cũng khôn đấy anh ạ, không biết là con kỳ đà nguy hiểm. Ừ. Mới lại to thì nó sẽ chùn. Nó chỉ đứng ra ngoài nó sủa thôi. Nó bảo là đợi đấy, đợi tao to. Nó bảo thế.
đợi lớn, đợi lớn. Đúng rồi, đợi tao lớn đã, tính sau. Có thấy không anh? Lỗ đây rồi nhưng chưa thấy hàng đâu cả. Chắc là em nghĩ khả năng có 2 nghẻ đang như thế nào. 2 nghẻ là 1 nghẻ. Anh nghĩ con này là con to. To, to. Chứ đuôi vẫy cầm to phết. Ừ. Nó chui sâu rồi. Banh để ý bên này nhá. Ý bên này sao nó có chạy ra. Được cái đất đấy cũng mềm. Ừ, chỗ này đất ruộng bất. Mọi người thì ở xung quanh khu vực này là người ta trồng lạc. Lạc thì có chuột. Mà chuột thì lại hấp dẫn những con rắn. Trong này toàn ấy thôi, rác thôi. Ui toàn là lạc thôi này. Đây này rác thôi. Đây nó đi ăn trộm lạc, chuột nó ăn trộm lạc vào đây để nó... Trộn luôn. Nó giấu như kiểu sóc, nó giấu hạt ấy nhỉ. Cái con rắn rồng này, con rắn nó kiểu chuyên đi bắt chuột thôi mọi người ạ. Mà ly kia kìa. Đây là ở tùy từng nơi, có nơi thì người ta gọi là rắn săn chuột. Đúng rồi. Con này núi này. Đấy. Nhiều chỗ thì sọc dưa rắn rồng. Đấy là tùy theo địa phương. Hổ ngựa. Hổ ngựa là dưới miền Nam nhỉ. Đúng rồi. Ở chỗ em thì em mới gọi là rắn sọc dưa. Dưa. Sọc dưa, dọc dưa. Người đi sọc, người đi dọc. Như kiểu là con hổ châu chỗ nơi gọi là rắn giáo trong này, giáo rừng ấy kìa. Con này kinh như chui sâu ấy, lỗ chuột về phát này. Khả năng nó phi đến tây rồi. Có thấy không mày? Không, hai cái tôi không ý sao nào. Úi giời, con Mali nó đi gửi gì cả. Hay là phát hiện nó con gì, để em xem nào. Thấy con gì ở Mali? Mali thấy gì con? À, thấy gì đấy? Không trả lời à? Không trả lời đánh đít bây giờ. Chết dở, hỏi không nói làm sao à? Im tít. Nó bảo là từ từ để tớ trả lời. Ừ. Để từ từ chắc là phải đến mấy năm nữa. Nó chia hai ngá rồi em. Hai ngá. Thế chắc em nghĩ khả năng một ngá bên này, ngá bên kia rồi. Cẩn thận đấy. Những lỗ dưới đồng này rất là nguy hiểm mọi người ạ. Đôi khi mà không may móc tay có thể có nhiều con cầm nong có nghĩa. Ghê lắm. Nó chui bên trong sâu nó ẩn nấp bên trong ấy. Thực sự là nghề của anh em mình khá là nguy hiểm luôn. Nhưng mà nó chẳng có vì đam mê thôi. Đam mê anh em mình chơi hết. Cũng vì đồng tiền. Đúng rồi. Đồng tiền bắt gạo. Nó thẳng là chả có ai không cần đồng tiền cả anh nhỉ. Đúng rồi. Bây giờ mình phải có tiền để mình nuôi gia đình. Nói chung là có cái... về làm cùng với anh em nó rất là vui. À. Có duyên chứ có hai ngả. Có duyên gặp nhau. Đấy. Úi giời. Ba ngả. Ba ngả không biết là chạy đến đâu. Giờ không biết là hướng nào cơ. Úi giời. Con này gớm nhỉ. Mà rõ ràng cái lỗ lúc ấy vào thì bé tí nhỉ. Ừ. Mà sao quái thôi, sao vào trong to thế. Con chuột này chứng tỏ là con này lươn lẹo nhỉ. Con chuột lươn lẹo. Ừ, chuột lươn lẹo. À nó làm thế để con sọc dưa nó không vào cái là khôn phết. Chắc kìa. Nhưng mà ngờ đâu. Ước phải đào thôi. Ông Mali ông ngồi lên. Ui giời. Chống chê. Chim thò lo. Rồi Mali đi. Mali đâu? Vào xử lý nó. Gọi nó ra. Nhiều lạc luôn. Đi một chỗ thì nó tha lạc vào đây. Bánh đào. Đấy thì Mali vẫn nhìn không này mọi người. Không ai chua đâu. Mày vừa phải thôi Mali nhá. Để bố còn kiếm ăn. Ba ngã cơ. À có hai ngã. Kia tắt. Thế chắc khả năng là nó chui bên trong rồi. Ui giời, sâu lắm nhỉ. Còn là có hơi sâu. Còn sâu phết luôn ạ. Bành bành. Kịch chi sao? Anh chạy ra kia bẻ những cái cây để anh thăm. Đây ngay đây. Mình. Không em cứ chéo cái đấy lên trên cây nhá. Cho con Mali nó đỡ ấy. Để con Mali nó. Dạo này nó cũng thích nghịch lắm mọi người ạ. Hôm nọ chơi cái con kỳ đà nhưng mà hắn ấy không dám lao vào. Chỉ dám đứng ra ngoài sủa ra. Ừ. Đứng ngoài sủa. Thôi sủa vậy là tốt rồi. Mali. Mali đâu? Mali đi con. Ra đây con. Đây. Ui giời. Sâu ghê. Càng ngày lỗ cả. Hàng chuột có khác. Chui sâu kinh. Sâu khủng khiếp. Dã man này. Thời tiết được cái ủng hộ nhiều. Em kiểm tra cái ở chỗ này xem. Bành bành kiểm tra để đem sang. Đem sang. Thì có hai lỗ đây đáng nghi mọi người. Không biết là nó có chạy ra đám này không? Đây tuần lạc. Không biết là như thế nào đấy. Bành nhìn nhá. Có gì không anh? Úi giời. Chưa thấy hiện tượng. Mà lê. Toàn thấy lạc, rác lạc không? Mali Mali chứng tỏ nó Mali nhiều được lâu lắm rồi nhỉ. Nó ăn cáp được nhiều lạc lắm rồi. Nó ngủ trong đây. Này là nó có thâm liên rồi.
Ơ Ly ơi, thâm niên con này hưởng lương, nếu mà hưởng lương mà đi làm công ty là lương cao phết đấy nhỉ. Chú này còn gì nữa, thâm niên đấy, thâm niên này, thâm niên lâu năm rồi, bao tiền cái đấy, phải lên chức vụ lớn rồi. Sao đấy, bánh đào cái đấy này anh kiểm tra. Bánh đào cái đấy ra, bánh đào cái này. Úi giời, con Mali. Mali. À, này, anh bảo ấy, nó quay ra nó gửi ngay. Úi giời ơi, đã thang ở đấy rồi. Em cho treo lên cây. Đi kiểm tra đấy. Mình đi cùng chưa? Chưa. Cứ để nó ra nào. Mới rộng người ra, tìm lỗ. Ừ, mới là... Lỗ nó vào không có phi ra gì. Xem nào. Ui, lỗ còn sâu lắm mọi người ạ. Khá sâu. Sâu rồi. Biết hơi đâu. Tiếp tục đào. Đào mọi người. Mới đây anh ạ. Đào cũng phải được tầm mét rồi. Mà chưa thấy con gì. Không kịp bắt được con này, không thể nó chui vào đây mọi người ạ. Con này lúc nãy nó... Sợ thật. Nó căn bản nó gì, nó độ gì nó kinh lắm, giống rắn này. Lỗ này mới đào kinh nhỉ. Ừ. Đấy, bên trong cái rác này. Ủa? Toàn rác à? Ừ. Cái gì? Cục à? Chưa thấy gì. Sâu lắm. Thôi, không phải đâu. Mấy cây. Xem chiều sâu nó như nào, bắt đầu tính tiếp. Kinh. Thấy à? Ui à? Sâu thế. Không trong bên đây gì. Rất sâu. Sâu như này. Sâu như này khó phết đấy. Tao bảo có khi nào nó lươn thông với chứ. Mưa. Mưa. Giờ thôi tiếp. Mưa. Mưa. Chả nhẽ nào nó chạy mất nhỉ? Đã nhìn thấy con hàng rồi mà để nó chạy mất thì hơi buồn mọi người. Ừ. Ông nó chui vào. Úi hàng giời. Kiểu gì là chả có ấy. Úi giời, lỗ to thế. Chứ sau nó cũng chui đây thôi. Đúng rồi. Kinh thì lại này đào nhiều tay to nhỉ. Bắp giữ. Đấy, nhiều chuột. Kinh. Thế mà nó không thể ăn con chuột này. Chuột ở tay à? Ừ, chuột tay. Chuột tay mà bây giờ ăn thôi ấy. Dùng cái dùng con chuột tay để mồi nhử mồi con hổ ngựa. Kéo nó ngửi thì thơm nó ra. Hấp dẫn là mồi chuột thật. Úi giời, con này nhìn ai đắm đuối thế. À, nhìn ai đắm đuối thế. À. Có bạn kia xinh gái. Con biết rằng. Đây là đây có lỗ này anh ơi. Cái lỗ đấy thì không biết đâu, cứ theo cái lỗ kia trước đi. Đào cái đào lỗ trước đi mày. Mày đi ra không nào? Úi giời. Để sâu phết. Mở mạnh. Xem vào đâu. Úi giời, nhiều lỗ, nhiều ăn xuống bên dưới hay sao nhỉ? Ừ. Toang rồi, chạy mất nó. Úi lạc kìa. Úi giời. Kinh, cái bị nó tha lạc từ ngoài này vào đến trong kia mọi người ạ. Con này chứng tỏ con này tuổi đời cao, ăn trộm được nhiều. Bên đây có, này kìa. Sâu phết đấy. Lũ này là lũ. Úi giời. Con này. Đúng rồi, đây vừa đây còn cái ẻ nó sang bên này. Nó đã ăn sang hẳn bên này luôn à. Ừ. Con này đi đào cái này trước kìa. Mình giờ này luyện tay, tay to, đầu khỏe phết nhỉ. Đấy, cố gắng. Đây, con nhện này. Nhện à? À, nó chạy rồi. Được, cố gắng lên, đào mạnh. Bao giờ chuột nó to bằng tay anh là lấy được vợ em ạ, cố lên em. Được. Ui, ui, to thế. Ui giời. Nhện này tàn ấy rồi. Tàn lạc không? Rác này. Cái này là bỏ lâu anh ạ. Cái bỏ lâu rồi. Anh chọc cái chứ. Nó lườn đấy. Ừ, cái thằng này vô duyên thế nhỉ. Ừ. Thở đúng vào mặt bố mày. Thở vào mặt. Với lại người tay. Người ta đang quay. Cục à? Một lên. Cục à? Đâu. À đây. Vẫn phần bên đấy. Bên này. Thế là đây có lỗ nào? Ra đây có lỗ. Đây cái gì đấy? Ôi, mẹ sờ ngay bãi cất trâu. Ôi trời. Số đỏ thế. Này mọi người này. Sờ ngay bãi cất trâu. Hôm nay áo đỏ lại số đỏ nghe. Áo đỏ nhưng mà số cũng vẫn đỏ mọi người ạ. Mà vớ vào bãi cất trâu là đỏ rồi đúng không? Thế là đỏ. Thôi bây giờ cái xem là có bãi nào cái vớ liên tục. Mỗi tội nó hơi thúi.
Bãi cất trâu nó hơi đen tí không? Hơi đen. Còn đâu toàn đỏ. À thế à? Thế thì làm sao mà? Đúng rồi. Anh ơi, nó có hai ẻ, một ẻ với một ẻ lên đây. Úi giời. Lại ra nữa. Vậy làm sao bây giờ? Bấy ơi. Thôi anh nhanh đại. Bây giờ đập thằng này top lại xong rồi cho chưa? Ừ nha. Đập thằng này top lại. Hay là mượn cái đèn pin. Mượn đèn pin của Doraemon. Doraemon. Xong cho người thu nhỏ ấy. Thú nhỏ đi đây. Rắn nó vùng ngoạc một phát luôn. Bây giờ nhá, mình không thể nói trong hoạt hình được, cái này chỉ có đập em bẹp cúm vào xong rồi nhát vào. Ô chú dần. Ê bên đây cục rồi. Bên đây cục rồi. Bên này thôi. Úi giời. Cứ mệt là nghỉ. Không phải đến tân anh. Ủa còn kêu con Mali nhân cơ hội ra kỵ ỉa kìa. Hay bãi rồi. Thế à? vừa mới du đít vừa đấy. Mali. Đây bố xem nào. Nào Mali. Mali. Úi giời. Con rai. Một tay về đằng sau, một tay về đằng trước mọi người này. Mọi người nhìn đấy chứ. Úi giời. Lại có cái kiểu thế này. Mày thích lớp không? Nhưng mà khi mà nghe đấy con mồi. Đầu làm sao thì ông ánh như này. Vừa giúp đâu đấy. Nhị hoa. Nhị hoa. Nhị hoa cây kia. Kinh chim cỏ gớm nhỉ. Cha nào, cha nào. Ui sao? Ê cha. Ui xấu hổ quá. Giấu đi. Lần sau nhá, anh đi phải cho nó mặc quần lót vào. Anh đại. Mặc cái quần ấy à? Quần lót à? Quần xịp à? Quần lót nhưng mà thò cái đấy ra. Đâu biết rồi. Đây. Anh học đi em cái cây. Chọc xem con sâu. Bên kia như thế nào? Bên kia cục chưa? Nó lại quay lại. Lại quay lại. Bên đây có ẻ không? Ở đây chắc có khả năng ẻ bên đấy không? Vừa đấy ở đây có một cái đường ở đây. Thế vậy bây giờ đào ở bên này trước đi. Thế phải theo cái này đấy. Mới không thể bỏ được. Bao giờ nó cùng hết với hai người thì mới thôi. Mọi người ạ, hiện tại thời tiết mưa rất là to. Mọi người nhìn đây. Mưa này. Đấy, thấy hạt mưa chưa? Đấy, kiếm được con hàng dễ đâu mọi người ạ. Anh em tụi mình vẫn đang phải hung hục để đào con này. Không thể để mất nó được. Con này đã phát hiện ra không thể mất được mọi người. Một con này tìm thấy con hàng là phải truy đến tận cùng. Để kiếm được 50 cho 100 nghìn thì cũng vẫn phải kiếm con. Đấy, nó đang ở dưới đấy. Em nghĩ khả năng 100% nó sẽ ở dưới này. Thế là tốt. Đỡ phải tìm bên kia. Vừa. Em mới nghi thôi anh hiểu không? Nghi 100% thôi. Nghi 100%. Cái nào phải chắc chắn 100% thì cái đấy mới là... Mới là đúng. Đúng. Đúng không? Đúng. Thế là anh đúng. Anh nói chỉ đúng. Anh cũng nghi đó. Đúng. Anh cũng nghi này em nói đúng. À. Nghi. Nó chui đây rồi. Anh ngồi ra kia không lại bột phát đâu mà vặt. Không phải là lại thay hàm răng mới bây giờ. Được nào. Thay răng. Cái này mà vừa có vừa. Thế mà anh không dã một phát mạnh mạnh cho nó. Ừ. Bày mấy răng quay video để thằng em nó thay cái răng hả? Ừ. Răng mới. Không nhưng mà răng mày thập thò thì thay răng bằng được em ạ. Muộn nhá. Ừ. Thấy không? Cùng qua. Cùng à? Úi giời, ha, ra đấy rồi. Con lại quay đây vậy. Ra đấy rồi. Cái con này đéo nhỉ? Con này đi đảo thật, đi vong từ đây ra lại vong ra đây. Khôn, ừ. Hai ẻ đấy nó chạy ấy. Khôn ấy. Anh đào cùng chưa? Hết rồi em ạ. Nó ra đây rồi mà. Đấy. Nó có như cuộn gì sao? Có lỗ. Không. Thế vậy con này đào lỗ kia. Thế bới lại chỗ này thôi mọi người ạ. Nếu nó thiền ra đây thì cơ ở đấy phải có lỗ chứ. Ở đây thì có lỗ mà. Con này gớm nhé. Đúng vậy, nó giữ không biết nó chạy bên nào á. Con này sợ thật. Bali làm gì? Người gì ấy? Ăn cỏ ấy. Tí thì nôn. Đây, lỗ sâu thế. Con này đi kinh. Là lỗ đâm xuống à? Lỗ đâm xuống đây, à? Cái lỗ luôn đây. Vất vả tí nó nhàn. Cho anh mượn đi tây. Đấy, đây ra chọc xem. Chọc vào xem là như nào. Mưa. Mưa. Những con mối bay ra. Mối trẻ bay cao, mối già bay lộ khụ. Mối già bay lộ khụ. Còn anh đại thì ngồi đây lộ mụ. Trông như một ông cụ. Trông như một ông cụ. Già lũ khụ. Thỉnh thoảng lại ho lũ khụ. Không cái gì nữa. Ho lũ khụ tí trời nó lũ. Trên đầu. Lũ rồi xong bắt đầu gặp ụ. Gặp ụ thế là tắc đường. Tắc đường thế là mất hàng. Mất hàng thế là chào làng đi về.
Nghĩ chuyện mất hàng thật em cứ quay cái nó lươn với cái lỗ này. Nhưng mà vừa em nhìn thấy con lươn ra đấy không? Em nhìn nó cái bóng bóng với củ lạc cái lời của nó. Mày bóng bóng thì mắt mày chỉ nhìn cái thôi. Lươn nó ngang qua. Nó lại còn bóng bóng à? Để kiểm tra mắt ra nào. Mẹ mắt thằng này mới hôm trước về tao nhìn gái. Ui, tao nhìn thấy một con ở trong mắt mày. Con ngươi à? Con ngươi. Rồi đâu đó. Được chưa anh? Chưa. Cây đâu? Cái gì đấy? Động kìa. Có nhiều mưa động lá sao? Động nhiều. Khổ mỗi thằng Caramel. Cứ đứng đây. Đưa Caramel là... vào đào ấy. Ui, Caramel còn phải đứng đây bất tử. Caramel vào đào đây. Một tay ra. Thôi, thay phen. Ngọc, kéo đi. Caramel đâu? Đưa đây anh cầm nhá. Rồi, được. Đấy, mọi người nhìn. Bây giờ thay Caramel em là này. Cái áo đỏ. Caramel bất tử. Em cởi chân nó bây giờ. Hôm nay đấy, em... nóng, đứng mồ hôi chảy ra. Em đỏ thì hy vọng là cái chỗ này là em sẽ đỏ. Được à? À, đâu dí nách vào. Dí nách vào. Cởi áo ra dí nách vào cho anh. Tha được cái áo nhá. Ừ. Cho như cái lỗ bên dưới anh Ngọc ấy. Lỗ bên dưới à? Cởi áo nóng quá. Đào mới được 2 phát. Chung quá. Ui mọi người nhìn. Úi giời bò đi. Anh ơi cái gì đây anh? Đâu? Đây anh coi này. Ở cái lỗ gì? Ui dồi ôi. Có lông dính ở lưng mày. Chết rồi. Sao lại có lông ở dưới ở lưng mày? Lông ở lưng à? Mà lại xoăn tít. Anh có đi với em nào? Em làm gì đi em nào? Mày lĩnh tinh. Đào cẩn thận, đúng rồi, em mất lỗ bây giờ. Được rồi, sao? Cho nó to ở đấy cơ, bắt đầu. Ừ, to đào. Có khả năng kéo thì phải tắt máy đi mọi người ạ. Để mình đào bao giờ có hàng thì mình lại quay cho mọi người xem nhé. Đây, chứ không là video nó khá dài. Đây lỗ dưới này, hai lỗ luôn. Hai lỗ à? Hai ngả luôn. Úi giời. Úi, chạy đâu này? Mà xem nào. Hơi bị nhằng đấy nhỉ. Ừ, nhìn nhằng phết đấy. Tìm xem có lỗ nào không? Có lỗ dưới đây. Đừng lấy tay. Lỗ này thôi. Ở đây, đây. Đâu? Đây rồi. À, đây, đổi phết rồi. Mali. Mali. Đi ra đây con. Anh thấy em đỏ. Ừ, công nhận đỏ thật. Trong anh đã đi. Bảo đó. Rồi. Đây đó. Đâu, sao nào. Đây rồi. Thấy đuôi chưa? Đuôi thì kia rồi. Đây. Mali. Đấy, trốn đi đâu được. Mali ơi. Lội luôn. Lỗ dài lắm. Thôi, lượt đây, đuôi. Đấy, mọi người này. Đâu? Đuôi đây. Nhìn cái đuôi này. Đuôi đó. Đấy. Để em xử lý thế nào. Xử lý em ơi. Mali đâu? Công nhận Ngọc vào cái đỏ chói luôn. Luôn. Làm anh em mình cứ đi tìm cái hang kia thôi. Bành nhỉ. Dài. Bành nhỉ. Ờ dài luôn lươn ấy. Đâu thằng này vừa nó sầu. Đứt người đâu. Đứt chưa? Đây. Cho rộng ra. Em bành rộng ra. Bành ra. Tao cho nó bành ra ngoài đây. Nó định bành ra anh. Thằng kia nó định bành ra. Có gì mà là mà bánh để Mali đây. Mali xử lý nó cho anh. Mali xử lý. Ôi trời ơi, chui vào trong lại cuộn. Mày cuộn bên trong. Mày cuộn bên trong này. Ôi trời chim mẹ. Ôi trời ơi, cái chim. Cuộn bên trong này. Ôi đây. Đây là thấy mọi người rồi. Đấy, một em. Một cuộn này chắc là hết rồi. Bây giờ nó mới thấy đây thôi. Ôi, Bali xử lý đó. Con này đen xi. Đen xi nhỉ. Thấy Bali. Con này đen xi. Sao Bali làm đấy. Bali. Bali. Bali đấy. Bali đấy. Bali. 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 Chiến luôn. Bali đây. Chiến cho bố. Xử lý đó. Thôi bắt nó đi. Kéo Bali, đi. Bali ra. Không. Bali, Bali ra tí nhá. Nào, để xử lý nó xem nào. Em mấy rồi. Không ra đâu. Cẩn thận nó đang làm ủng ở đấy vào phát giữa người nó thì thôi đấy. Lại mất. Ôi trời ơi, phát đấy chọc thôi. Xong rồi, thằng này. Thôi rồi, em thoạt ơi. Thoạt rồi anh ơi. Chết dở rồi. Thoạt rồi. Ôi giời. Chưa. Trúng chưa? Hượt chưa? Hượt thấy trúng. Ôi này nữa đây này. Cái đầu đâu? Cẩn thận. Ê, ôi mày á, thằng này giật cầm. Ôi ra bộ mùi thằng. À, thằng này láo. Láo, thằng này láo. Nên giật mây. Mất dạy. Hỗn láo mất rợi. Mày. Đấy, ôi. Ôi, con này ngon. Con này nó cuốn kinh lắm. Rồi phọt cất rồi. Đấy mọi người này. Ui đấy, đấy. Không bỏ cỡ à, không không, thế. Không mất. Rồi to thế. À địt bên đầu đây này. Cái đầu. Mày. À, chút. Mali. Mali bỏ thôi. Mệt rồi. Mày rút à. Ở đâu để em bố làm đi. Đấy à, mày định mổ tao. À, con này mổ đấy. Mày mổ tao à? Con này giữ. Mali cắn đi. Để xem Mali. Giữ lắm. Mali xử lý nó.
Còn nữa. Ôi giời, chiến ngay chứ. Đùa gì đâu. Chửi nó để nó ra cho bố. Chửi mạnh. À. À. Mày chạy đâu? Đã ra thì làm sao mà chạy được? Mày chạy đâu? Chạy lên quận. Chạy đâu? Thôi bà con. Chạy lên quận, lên phường. Rồi. Ê. Rồi xử lý đấy. Ê. Đứa lại không có cắn mất hàng đấy. Mọi người nhìn thấy chưa? Ôi Luffy theo. Luffy. Rồi cắn rồi. Rồi. Rồi cắt bên tai. Rồi thả nó ra con. Thôi. Ê ơi. Rồi. Bắt nó đi anh ơi. Rồi bắt đi. Mày. Đấy cho mọi người xem với con. Nó lo đuổi theo rồi. Đấy. Ui ôi con này khá to mọi người ạ. Từ. Đấy. Bao nhiêu công sức anh em mình. Ôi à. Giữ nó lại không là con Bali là nó cắn khả năng lại được mồi á. Thôi cho ấy đi. Anh để anh nhìn cái răng con này như giống răng em cực luôn. Đấy. Đấy. Thôi đi. Thôi rồi em bỏ ra đi. Ấy cho vào túi đi. À, mẹ mày nhỉ? Ây à, trời ơi, sao rồi? Có cứt là có tiền. Sao rồi đấy? Giữ con Bali nhá. Có cứt là có tiền. Giữ Bali không có dao cắn ấy. Thôi anh em. Cho xem cho vào đi. Ờ đi. Thôi thì video này anh em mình cũng xin kết thúc đây bởi vì nó quá dài rồi mọi người ạ. Cũng không mất phí thời gian mọi người xem. Có con hàng rất là to mọi người nhá. Mọi người ủng hộ mình cũng như toàn thể anh em và cũng như là con Mali mọi người nhá. Chào Mali, chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Mali. Đây đây Mali. Mali.